để có thể thoát đi. Người ta không thoát đi được với bắn cuối cùng tới từ vị trí của Ara. Trong khi đó thì đang là đẩy lẻ, quang ảnh đang đẩy lẻ được rất tốt. Ôi trời ơi, quang ảnh đang cố bằng tất cả sức lực của mình, nhưng ở đây thì Ara thì sao? Ara hạ gục một người, chỉ có một mình Ara. Cuối cùng của Quang Hải, nó không đi vào lòng người mà đi vào lòng đất mất rồi.